mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới. Sao vậy? Xin lỗi nha của đệ, bất ngờ chuẩn bị lộ rồi đúng không? Check the time, it's 6:30. Watch the sunset bit by bit. Think about what we could do. A day by day with candles lit. Wow. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng. Mọi người đều có kết thúc dự ý rồi, chỉ còn chúng ta thôi. Em lấy anh nha. Khi nãy em cũng đã thấy nhẫn cưới rồi. Nhận lời đi. Nếu như chiếc nhẫn này là để tỏ tình thì em sẽ chấp nhận nó rất nhanh. Nhưng nếu đây là cầu hôn thì em cảm thấy vẫn chưa tới lúc. Cho nên anh đứng lên có được không? Em rất yêu anh. Em cũng biết là anh rất yêu em. Nhưng trong hôn nhân không phải là chuyện xúc động nhất thời. Anh có biết không? Hôn nhân không phải là trân châu trong cuộc sống, cũng không phải là ánh trăng trước cửa. Nó là một hạt cơm dính trên áo của anh, là vết máu của mũi dính trên tường. Nó thực sự rất dụng dặc, rất trần tục. Mà anh lại là còn quá trẻ. Mà em thì mới thoát khỏi một hôn nhân không thành công. Em cảm thấy chúng ta vẫn chưa chuẩn bị bước vào một cuộc sống hôn nhân mới. Cho nên hãy cho đối phương thêm chút thời gian có được không? Anh cảm thấy mình đã sẵn sàng rồi. Em cần bao lâu nữa? Em cần cho nội tâm của em có thể bình lặng hơn. Tinh thần của em cũng phải mạnh mẽ hơn. Em muốn bản thân mình biến thành một người tốt hơn. Nhưng mà anh không để ý mấy chuyện này. Nhưng mà em để ý. Em không muốn em là vợ của ai hết. Em không muốn mình chính là Lệnh Tam Tâm. Em muốn được nâng cao giá trị của bản thân mình. Độ dài một đời người không ai quyết định được. Nhưng mà chiều rộng thì có thể. Cho nên em muốn trở thành thế giới có giới hạn. Trở thành một người tốt hơn nữa. Có tự tin hơn. Tới chừng đó, em sẽ có đủ tự tin để đứng trước mặt của anh. Chấp nhận chiếc nhẫn cầu hôn của anh. Cho dù là bao lâu, anh cũng sẽ chờ em. Thật ra, từ cái ngày đầu anh gặp em đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Hãy
闪烁的灯塔，独角的白马，在时间的丛林中。Nè. Ừ? Nay chủ nhật mà. Anh quên rồi hả? Lớp học bổ túc Mỹ viện Trung ương, em học chủ nhật mà. Vậy là chúng ta không có chủ nhật rồi. Đô đô phải làm sao, còn anh phải làm sao? Ngoan đi. Tình yêu tồn tại mãi mãi, cần gì cứ phải bên nhau sớm chiều. Anh muốn bên nhau sớm chiều đó. Hen cũng đi học với em ha. Vậy không hay đâu, ảnh hưởng tới em đó. Làm gì ảnh hưởng đâu chứ. Nghe nói mấy anh trai Mỹ viện Trung ương ai nấy cũng rất đẹp trai. Anh phải đi tuyên bố chủ quyền, không cho họ cơ hội. Được rồi, em đi học đây. Ê, nè, chị ơi, em chờ anh đi chơi. Tôi, Lệnh Tầm Tầm, 29 tuổi, con nhà người ta trong truyền thuyết, hoa khôi đại học danh tiếng, sinh viên giỏi vừa xinh đẹp lại cực kỳ thông minh. Vào lúc các bạn tối mắt tối mũi bôn ba chạy tìm công việc thì tôi lại dễ dàng nhận được lời mời của công ty lớn. Tốt nghiệp xong thì lại lấy được người mình yêu, được hưởng thụ cuộc sống an nhàn của một bà nội trợ, còn có một đứa con trai đáng yêu. Hiện giờ cuộc sống mỹ mãn, ai cũng ngưỡng mộ. Thôi được, tôi đúng là tên Lệnh Tầm Tầm, nhưng chỉ là hoa khôi hết thời của đại học danh tiếng. Tuy học giỏi nhưng tốt nghiệp lại thất nghiệp. Niềm kiêu hãnh tự cho mình là giỏi bây giờ giống như là đang tát vào mặt tôi. Chồng tôi ngoại tình, tôi liền ly hôn ngay, không hề do dự, còn không lấy của anh ta đồng nào. Nhưng sau khi hoàn thành tất cả thủ tục xong mới thấy mình thật ngu xuẩn. Không có thu nhập, sao có thể giành được quyền nuôi con chứ. Tôi đành phải tới ở nhờ nhà bạn thân, rồi nghĩ cách tìm công việc, nộp đơn chờ ngày phỏng vấn, giống như sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Có khi còn không bằng sinh viên nữa. Nhưng lựa chọn là của chính bản thân, dù gì cũng phải ráng kiên trì. Tôi chắc chắn sẽ tìm được việc rồi giành quyền nuôi con. Tôi không tin là vợ mới 29 tuổi rưỡi mà không thể làm được gì. Thành thật xin lỗi, chuyện này chúng ta giải quyết riêng đi nha. Chị lo hết đi, liên hệ trợ lý của tôi. Trời ơi, không cần phiền phức vậy đâu. Tôi đưa cậu 2.000. Thằng nhóc này tống tiền mình sao? Xe này chắc cũng phải hơn 20 triệu. Không sao, không sao, không sao. Có bảo hiểm. Bảo hiểm mới hết hạn. Vậy cùng lắm thì cậu đền tới khuynh gia bại sản thôi. Mình nuôi cậu hả? Sao cậu lại tốt như vậy? Biết vậy lúc đầu mình đã lấy cậu rồi. Lúc đầu bị mù rồi. Lúc đầu không nên quá thẳng thắn. Mình vẫn nên quay về phòng của mình, chờ tin tức vậy. Đây chính là lý lịch người bạn của tôi. Mọi người xem có công việc nào phù hợp giới thiệu cô ấy không? Sếp à, sao lại là lý lịch của chị ấy nữa? Cô cưng à, bạn của cô 7 năm qua không đi làm, cô lại không chịu cho đi làm tiếp tân. Vậy làm sao mà giúp được? Phải đó, tốt nghiệp trường danh tiếng nhưng không kinh nghiệm, cao không tới, thấp lại không xong. Chú Toàn, nè, chờ chút đã, cho mình quá gian với. Có phỏng vấn hả? Rải tới 200 đơn gì mà không ai gọi phỏng vấn hết. Vậy sao cậu mặc lịch sự quá vậy? Mình sẵn sàng mọi lúc mà. Lỡ như có người gọi điện hẹn phỏng vấn, mình sẽ ra chiến trường ngay. Tràn đầy ý chí. Sao rồi hả? Hôm nay cậu đi đâu đây?
Đi đền tiền. Đồ này của cậu hơi bị nhăn rồi đó, sao không ủi lại đi? Giờ hôm nay quá trễ, không tìm thấy bàn ủi. Mình lại ngại không dám đánh thức cậu, cho nên còn có sao với mình nữa. Vậy hôm nay cứ tạm vậy đi. Đi thôi. Cảm ơn. Xin chào, cho tôi hỏi quầy tiếp tân có người không? Tôi không phải là người sao? Chị tìm ai? Tiếp tân à? Tôi tìm trợ lý Dương. Chỉ là lệnh Tầm Tầm hả? Chờ tôi một chút, bây giờ tôi đang bận phỏng vấn với sếp. Được, không sao đâu. Trả lương cao thì ngon lắm sao? Bắt người ta phải có mặt 24 tiếng. Tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, vậy mà bắt tôi làm giúp việc. Tôi có thể đáp ứng anh mọi điều mà. Anh thử tuyển tôi đi. Công ty giờ đang tuyển vị trí gì vậy cô? Sao cảm giác như đi thi hoa hậu vậy? Sếp ở đây cần tuyển trợ lý riêng, làm việc kiểu 24/24. Phải quản lý việc nhà, còn phải lo sự vụ công ty. Ủa vậy không phải là rất tốt sao? Sao ai cũng khóc lóc bỏ chạy hết vậy? Chị không có cuộc sống riêng sao? Chị không yêu đương sao? Làm suốt 24 tiếng, các chị đã bán mình cho anh ta. Nhưng sao vừa rồi không phải cô rất muốn làm sao? Vì tôi không chỉ muốn làm trợ lý. Chị nghĩ đi, ông chủ vừa đẹp trai lại lắm tiền, nếu có thể hốt được anh ấy về nhà, vậy thì cũng rất đáng để thử mà. Người ta chỉ muốn tìm người giúp việc, vậy mà có người muốn làm tới bà chủ. Không ngờ thằng nhóc đó lại làm sếp ở đây. Hôm nay có ai tới phỏng vấn nữa không? Vẫn còn một người. Xin lỗi anh, tôi hẹn chị ấy tới bàn chuyện bồi thường. Để tôi mời chị ấy ra. Xin cho tôi một cơ hội. Chị gọi sao đi? Tôi đâu có gọi. Tôi hỏi tên chị là gì? Tôi tên là Lệnh Tầm Tầm. Ngồi đi. Hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp xong kết hôn, không hề có kinh nghiệm làm việc. Sao chị dám xin làm trợ lý của tôi? Làm trợ lý riêng là công việc phục vụ riêng cho cậu, ngoại trừ cần làm là công việc thư ký, còn phải chăm lo đời sống hàng ngày của cậu. Kinh nghiệm nội trợ lâu năm khiến tôi có tinh thần cống hiến, hơn nữa còn có phẩm chất ưu tú về việc bật chu đáo và kiên nhẫn. Trí nhớ rất tốt, trong tình thế cấp trúc mà vẫn biết lên mạng tra cứu mẹo làm trợ lý. Nội dung chính trị đều bám sát. Tôi đánh giá cao năng lực ứng biến, nhưng người trợ lý tôi cần không phải là một cây máy chỉ biết sao chép nội dung. Cảm ơn chị nha. Chào chị Lệnh. Thành tổng. Thành tổng. Sao vậy? Chị bị đau hả? Vậy thì đầu của chị cứng hay là ngực của tôi cứng hơn? Đầu của tôi. Vậy chị nên nói gì với tôi? Xin lỗi cậu. Mau ra ngoài đi. Thành tổng. Thành tổng. Tôi đụng phải xe của cậu. Về nhà phát hiện bảo hiểm của tôi đã hết hạn. Tôi hỏi mấy người bạn trong ngành thì họ nói nội tiền sửa xe thôi cũng đã hơn 500 ngàn. Rồi tôi mới ly hôn theo cái kiểu ra đi tay trắng.
tôi thực sự không có đủ tiền mặt để trả cho cậu. Nếu như giờ cậu có thể cho tôi làm công việc này, tôi nhất định sẽ cố gắng làm một trợ lý có trách nhiệm, vì tôi cần công việc để hơn bất kỳ ai hết. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hơn nữa, tôi cũng có thể đi làm, làm kiếm tiền trả cậu. Đây là chuyện lợi cả đôi đường. Lợi đôi đường. Chỉ ở góc độ của chị thôi, đối với tôi mà nói, đây chính là làm từ thiện. Xin lỗi chị nha. Chuyện của chị nghe rất là thảm, nhưng mà tôi không cảm động. Giờ chị muốn làm trợ lý của tôi, vẫn còn chưa đủ tư cách. À, phải rồi. Sau này khi đi xin việc á, nhớ mặc áo khoác chỉnh tề một chút nha. Mặc một chiếc váy ngắn lông cừu sang trọng tinh tế, áo sơ mi cổ thon nguyên chất, khe khẽ ra bờ xương da xanh, đứng trong căn phòng góc nhìn 180 độ hướng ra bờ sông, ăn bữa trưa do trợ lý mang tới. Nếu như 7 năm trước tôi không lựa chọn từ bỏ công việc, thì Lệnh Tần Tầm ở thế giới song song khác liệu có được sống như lý tưởng của tôi không? Chào Thành Tổng. Sao chị ta ở đây? Chào Thành Tổng. Rốt cuộc chị ta muốn làm gì đi? Tính làm con đĩa bám chặt hay sao chứ? Bảo vệ có đuổi, nhưng mà chị ta vẫn có cách lẻn vào, cũng không ảnh hưởng tới mọi người làm việc, chỉ lặng lẽ đứng ở cổng công ty. Gọi chị ta vào đi. Thành Tổng. Cậu gọi tôi sao? Chị Linh à, tôi khâm phục lòng kiên trì của chị, nhưng mà chị không thích hợp làm trợ lý của tôi đâu. Chị cứ trải thêm vài tờ đơn đi, vì chị cứ phải sống chết chỗ này làm gì chứ? Thành Tổng, đây là lần phỏng vấn duy nhất mà tôi có được từ trước tới nay. Tôi xin lỗi chị, hôm đó đã quá mềm lòng và phá lệ phỏng vấn chị. Lẽ ra tôi không nên cho chị một tí hy vọng nào. Thành Tổng, tôi biết cậu thấy tôi rất phiền, nhưng đây đúng là cơ hội duy nhất mà tôi có. Hơn nữa, mấy ngày qua tôi ở công ty cảm nhận thấy kết quả phỏng vấn của cậu không tốt. Hay là cậu cứ tuyển tôi đi, nếu thực sự không phù hợp, vậy thì thôi vậy. Tôi đang cần tuyển trợ lý riêng, học lực nghiên cứu sinh, tiếng Anh 8 chấm, biết nấu cơm, biết dọn dẹp, tốt nhất là đã từng đào tạo quản gia. 24 tiếng gọi lúc nào cũng phải có mặt hết, không được phép có thời gian cá nhân, yêu cầu cá nhân. Tôi còn có rất nhiều thói quen đặc biệt trong sinh hoạt nữa, thật sự không phải chỉ cần chị mặc bộ đồ tay chỉnh tề vào là có thể làm được đâu. Chị cũng thấy rồi, tôi đã liên tục phỏng vấn 100 người và người nào cũng đều giỏi hơn chị hết. Nếu như trong số 100 người đó, đâu phải ai cũng cho cậu cơ hội làm dùng miễn phí chứ. Nhưng mà tôi có thể. Thành Tổng, xin cậu cứ giao nhiệm vụ. Vậy chị mau dọn dẹp công ty đi, kể cả toilet. Được, giờ tôi sẽ đi liền. Ờ được. Thành Tổng, tránh ra một chút. Ơi, được chết thì được mà. Chủ tịch. Sao lại là chị nữa? Đúng là âm hồn không tan mà. Thành Tổng, tôi biết là cậu không muốn nhìn thấy tôi. Tôi thực sự là không cố tình đâu. Tôi chỉ nghĩ tranh thủ giờ tan làm dọn dẹp thôi. Tôi xin phép cậu ra ngoài. Chị Lệnh Tầm Tầm nè, tôi thực sự không biết chị muốn cái gì nữa. Tôi kêu chị chùi toilet dọn dẹp công ty là vì muốn chị thấy khó mà lui. Tôi thật sự không muốn liên quan gì tới chị hết. Sao có thể không liên quan gì chứ? Chúng ta có liên quan tiền bạc mà. 500.000 đó, đây chính là liên quan. Sao lại có thời gian tới đây vậy? Vì con cứ không chịu nghe điện thoại. Không nghe thấy. Thấy cuộc gọi nhỡ không biết gọi lại hay sao?
Điện thoại hết pin rồi. Vậy thứ con cầm không lẽ là đồ chơi sao? À, Thành Tổng, cậu cần tham gia một bữa cơm với khách hàng, đừng quên nha. Sắp trễ giờ rồi đó. Vậy còn không mau đi. À, mẹ dạ. Con chúng tôi đang nói chuyện, cô có quyền mở miệng được sao? À, chủ tịch à, là trợ lý của Thành Tổng, tôi cần thực hiện chức trách của mình. Trợ lý? Trợ lý có quan hệ tiền bạc sao? Nó bỏ 500 ngàn để mua cô. Đúng, cậu ấy mua đứt thời gian của tôi, mua đứt dịch vụ của tôi. Tôi cần thực hiện chức trách công việc của mình. Thành Tổng, xin mời. Nè cô à, hình như vừa rồi tôi nghe được nó không muốn có chút quan hệ nào với cô, cũng không dự định tuyển cô vào công ty. Cho hỏi cô làm trợ lý cho ai vậy? Chủ tịch à, vừa rồi bạn nghe thấy là cuộc phỏng vấn của tôi và Thành Tổng. À, cảm ơn vì đã phỏng vấn. Đúng vậy, mới cái đây nửa phút thôi con quyết định tuyển chị. Vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, con cảm thấy rất hài lòng. Thành Lệ, con muốn chọc tức mẹ thì có thể đổi cách khác, chứ đừng có lấy chuyện công việc ra để đùa giỡn. Con có chắc cô ta có thể làm trợ lý của con không? Con chắc chắn. Con đã phỏng vấn hơn 100 người rồi. Chính lúc nãy đi, con đã quyết định chính thức tuyển chị làm trợ lý của con. Nói cho chính xác á, là trợ lý thân cận. Rất thân cận. Kiểu cực kỳ thân cận. Đúng là nhảm nhí. Tụi con cần phải đi tiếp khách, xin phép đi trước. Thành Tổng, tôi thực sự có thể làm trợ lý cho cậu sao? Thành Tổng. Chị phiền phức thật đó. Đưa tôi về nhà. Mình thành công rồi. Mình không đồng ý. Tất cả lễ tân công ty mình lại không nỡ để cậu làm đó. Vậy mà cậu tìm công tử nhà giàu giúp việc cho người ta. Trời ơi, không phải là giúp việc mà là trợ lý riêng đó. Cách gọi hay hơn là trợ lý đặc biệt, cũng giống như trợ lý của Lăng Dị Châu hiện giờ đang được tìm kiếm trên mạng đó. Trợ lý đặc biệt thường là nam đó. Ông chủ là Lăng Dị Châu, vậy cậu sẽ làm gì hả? Tới nhà người ta nấu cơm giặt giũ rồi hầu hạ người ta sao? Nếu ở cổ đại cậu chính là nha đầu bồi phòng, nó có biết không? Mà với lại cô nam quả nữ, lỡ cậu ta mà động tay động chân với cậu, cậu yếu ớt như vậy á thì làm được cái gì? Chờ chút. Nhìn đi. Nè, lần đầu tiên trong đời mình mới thấy chức danh trên danh thiếp lại là lễ tân đó. Trời ơi, cậu cứ nhìn kỹ lại đi. Thiệt tình à. Quốc Mỹ Linh cũng được đó. Vừa làm là đã trở thành chuột sa chỉnh gạo rồi nha. Vậy nếu như mình đoán không lầm thì cái cậu Thành Tổng này có lẽ là thái tử gia của tập đoàn Mỹ Thành, vừa mới về nước 2 năm trước rồi. Đúng, người ta bây giờ là 23 tuổi, nhìn y như diễn viên vậy. Bên cạnh có rất nhiều trai xinh gái đẹp vây xung quanh, khoan quan tâm xu hướng tính dục cậu ta. Cậu nghĩ cậu ta sẽ thích mình sao? Cậu nói kiểu gì vậy? Ở trong lòng của mình đây, cậu luôn là một mỹ nhân số 1 đó. Nhưng mà thực sự có lẽ ông chủ nhỏ này của cậu sẽ không thích loại máy bay giống như cậu đâu. Nè, nhưng mà mình thấy Thành Tổng của cậu cũng khó chịu thật đó. Làm thái tử tập đoàn lớn lại không chịu làm, cứ chạy tới cái công ty nhỏ xíu như vậy làm tổng giám đốc. Chu Toàn à, chúng ta đừng quan tâm tới mấy chuyện của sếp lớn nữa. Mình biết rõ hiện giờ cậu đang thấy lo cho cái máy bay là mình đây, nhưng mình cũng đâu thể nào cả đời ăn bám cậu được. Cậu cũng biết bây giờ đi tìm việc không dễ dàng mà. Cậu ta lại đang trả lương rất cao, mình cũng tạm thời chưa tìm được việc tốt hơn, đúng không? Bây giờ mình muốn sống thật độc lập, như vậy mới có thể có khả năng đón Đô Đô trở về. Rồi. Nhưng hai chúng ta phải nói cho rõ, nếu cậu cảm thấy quất ức thì không được làm nữa. Ừ. Wow, công nhận là rộng thật đó, không giống chỗ cho người ở. Thành Tổng có bệnh ưa sạch sẽ, phòng của anh ấy mỗi ngày cần khử trùng một lần, nhưng mà anh ấy không chịu nổi mùi thuốc. Nên chỉ cần dùng xịt vòng tinh dầu hoa hồng để át mùi. Trên bàn không được để đồ vật linh tinh. Trong nhà này ngoài hai người ra không được có vật sống. Nè, vậy cây cỏ cô được tính là vật sống không? Có,
Về bữa sáng thì không có yêu cầu đặc biệt gì, nhưng mà sản phẩm sữa phải từ nông trại Nam Otago, New Zealand. Sữa thì cần được khử béo. Ờ. Anh ấy 12 giờ tới công ty, chị dậy lúc 7 giờ, 8 giờ chuẩn bị bữa sáng, 9 giờ ra ngoài. Nãy giờ tôi nói gì chị có ghi lại hết chưa? Rồi. Tất cả áo khoác đều được giặt khô, đồ mặc trên người cần được khử trùng bằng máy giặt sấy chuyên dụng. Tuyệt đối không được dùng sai nhãn hiệu nước giặt làm mềm vải. Khi xài hết phải mua đúng loại không mùi. Anh ấy không thích mùi nào quá nồng. Chỗ này là phòng chứa đồ. Trời ơi, cái này là quần áo gì vậy? Ờ, không lẽ là sếp lại có sở thích đặc biệt vậy sao? Đây là đồ của bữa tiệc lần trước. Yên tâm, thẩm mỹ và khuynh hướng của sếp đều rất bình thường, chị sẽ an toàn thôi. Ở nơi này tốt nhất chị nên luôn tàng hình. Khi nào cần thành tổng sẽ gọi. Chân thành nhắc nhở, tuyệt đối đừng đi phía trước anh ấy. Được, được. Cuối cùng là một điều cực kỳ quan trọng. Tất cả mọi khu vực trong nhà buổi tối đều không được tắt đèn, vì sếp thích sáng sủa. Nguồn điện dự phòng cũng phải luôn kiểm tra, để tránh mất điện bất ngờ. Trời đất, người có tiền không sợ lãng phí mà. Đèn cũng không tắt. Ồn ào quá. Trời ơi. Cũng dễ bị lừa mà. Đặt hàng là được. Trời. À, xin lỗi nha. Thành tổng, xin lỗi, vẫn chưa nhắc về thói quen uống cà phê của anh, để tôi đổi cho. Ra ngoài đi. Sao kỳ vậy? Sao chị ta lại biết vậy? Tăng, chị Tâm, trợ lý Dương đã nhắc chị rồi sao? Tôi còn tưởng là cô nhắc chị đó. Anh giỡn hay sao hả? Tôi đâu có rảnh như vậy chứ. Nhắc cái gì vậy? Sát thủ cà phê. Chị là nhân viên mới đầu tiên pha cà phê mà không bị sếp đập bể ly đuổi ra ngoài. Thật vậy sao? Ừ. Thành công. Vào đây một chút. 5 4 3 2. Thưa sếp, cho hỏi có chuyện gì vậy? Đâu có gì. À không, đi photo tài liệu này thành 3 bản cho tôi nha. Photo hai mặt, một bản trong đó gửi tổng công ty. Ngoài ra thanh toán hóa đơn của tôi theo quy trình của công ty nha. Ngoài ra chuẩn bị quà cưới cho giám đốc Lan Thị. Cuối cùng lấy đồ giặt phô của tôi về đây. Vất vả rồi. Tâm, tôi về trước nha. À, được, ngày mai gặp. Chắc dạ rồi. Tạm biệt. Tôi có một trực giác. Tôi cảm thấy là chị Tâm rồi sẽ sắp xếp được mọi chuyện cho thành tổng. Làm xong mọi chuyện chưa? Mà đã làm biến rồi. Thành tổng, công việc cậu giao đã làm xong hết rồi. Cậu có thể kêu trợ lý Dương kiểm tra. Anh có chắc chị ta không có kinh nghiệm làm việc không? Trên lý lịch đã viết như vậy mà. Vậy là không đuổi đi được rồi. Sếp à, người anh cần tìm là trợ lý. Nếu chị ấy làm được thì có gì không ổn chứ. Tôi không có thích chị ta, nhìn chị ta không được đẹp. Bao Tiểu Tỉnh rất đẹp, hay để Bao Tiểu Tỉnh làm trợ lý cho anh. Chuyện đó thì thôi khỏi đi.
Công việc này cần sẵn sàng 24/7. Chị chưa có con chứ? Ờ, sao lại có giấy bảo đảm kỳ lạ như vậy chứ? Chủ yếu là do vị trí trợ lý này có yêu cầu khá đặc biệt. Vậy nhất định phải ký sao? Ừ, chị cứ suy nghĩ thêm đi. Xin lỗi con, mẹ sẽ nhanh chóng đón con về với mẹ. Mình thật sự không ngờ còn có thể đi ăn trưa với cậu. Nè, cậu là trợ lý thân cận mà bữa trưa không đi ăn với sếp hả? Mỗi buổi trưa cậu ta có 2 tiếng không cho người lạ tới gần. Còn trẻ như vậy, có thói quen ngủ trưa rồi. Lên đi, lên đi. Oh yes. À phải rồi, buổi tiệc tối hôm nay chuẩn bị ra sao rồi? Phải ha, để tôi kêu Dương đóng lo. Xin mời Dung. Tối nay sếp sẽ tổ chức tiệc trong nhà, chị mau về chuẩn bị đi. Nè, không được không được, mình phải đi rồi. Cậu đi đâu vậy? Đột nhiên sếp có tổ chức buổi tiệc trong nhà, mình phải đi chuẩn bị. Hả? Đi đây, bye bye. Cứ ăn đi. À, xin mời, xin mời. Đây. Nè, đây là ai vậy? Là trưởng phòng phát triển của công ty, rất nổi tiếng trong giới thời trang và giới live stream. Nè, uống đi. Uống đi. Là đàn ông sao? Hôm nay vui thiệt đó. Phải đó. Lâu rồi mới gặp ha. Đã lâu rồi không gặp. Hôm nay sao không có trai xinh gái đẹp nào phục vụ vậy? Mấy người mặc đồ lót gợi cảm lần trước đâu hết rồi. Hôm nay lại thích cosplay kiểu phụ nữ đảm đang sao? Ê, nè khoan, đợi chút đã. Sao lại trừng mắt với tôi? Mai không vui rồi nha. Xin lỗi ông anh nha. Cô gọi tôi là gì? Cô gọi tôi là ông anh? No, tôi là Mai. Tôi là Mai mà. Thanh Lệ, cô phục vụ tiệc của anh bất lịch sự quá à. Đây không phải là phục vụ, là trợ lý của tôi. Hả? Cô ta chính là trợ lý đặc biệt anh mới tuyển dụng. 24 giờ gọi lúc nào thì tới lúc đó đúng không? Đúng vậy. Người ta ngưỡng mộ anh thật đó. Có phải những người trợ lý của anh đều cực kỳ nghe lời không hả? Nói năng lung tung gì vậy? Nè. Mai kêu tôi bận cái này sao? Ừ. Vậy ông chủ nói sao hả? Sếp không nói gì hết. Nhưng mà nếu chị không chịu mặc thì sếp chắc chắn sẽ rất mất mặt. Bởi vì Mai đã cược với anh ấy. Thôi tôi ra ngoài đi. Đổi cho sạch, trách cho thơm, bạn để không làm nữa. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Khi nào mẹ mới tới đón con vậy? Chúng ta cùng đi chơi công viên đi. Mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi. Khi nào mẹ mới gọi điện cho con hả? Mẹ ơi, con không ngủ được. Con muốn được nghe mẹ kể chuyện. Con muốn vẽ tranh với mẹ. Con muốn được ngủ chung với mẹ. Lệnh Tâm Tâm, mày còn muốn đón con mày về không? Mới đó mà đã bỏ cuộc rồi sao? Mày dễ dàng bị đuổi đi như vậy sao?
Thật sao? Chị không có lòng tự trọng sao? Cậu không có giới hạn sao? Chị sẽ chơi với cậu tới cùng. Bà cô này cũng khá thú vị nha. Sáng mai sếp có buổi họp, tôi phải đi chuẩn bị. Làm phiền chị nhanh chóng dọn dẹp nha. Được. Lúc này thì tôi giống như vừa xem xong một bộ phim hài nhảm nhí. Khán giả về rồi mới phát hiện cuối phim có tiết lộ. Tiết lộ đó nói bất ngờ rằng vai diễn chú hề mà tôi ghét nhất trong phim đó lại là bản thân tôi. Thành Lệ, cậu là đồ xấu xa. Lên Tâm Tâm, buổi họp hôm nay không được tới trễ đó. À, Thành Tổng, tôi gọi xe cho cậu, 5 phút nữa xe sẽ tới đây. Tôi đi mua dù cho cậu. À, đợi tôi. Nè, nè, quay lại đây. Thành Tổng, xe tới rồi. Thành Tổng, dù đây. Mau lên đi, tôi đang vội lắm. Xin mời xem qua tài liệu này. Được rồi. Lệnh Tâm Tâm đâu? Chị ấy đem xe đi sửa rồi. Suốt buổi sáng hả? Ừ, còn tới bệnh viện nữa. Cuộc hẹn với giám đốc Dương, không biết là anh cần chuẩn bị quà gì. Chị ta ở bệnh viện nào? Chị là chị Chu vừa rồi nghe điện thoại đúng không? Cậu là Thành Tổng hả? Trả tiền viện phí đi.
Cậu đúng là cần phải trả. Tôi không biết lệnh Tầm Tầm bị chạm mạnh ở đâu nữa mà lại phải nhịn nhục đi làm trợ lý cho cậu. Tôi cũng không biết kiếp trước cậu ấy nợ cậu cái gì mà kiếp này phải trả lại, nhưng không đáng bị ăn hiếp như vậy. Cậu biết cậu ấy vì công việc này mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Tiểu Tĩnh, có thể cho tôi xin số điện thoại của quản gia cũ không? Cô quản gia hả? Ừ. Hả? Còn tưởng là cô quản gia đó là nữ chứ. Cậu ấy nghĩ đủ mọi cách tìm chú quản gia cũ bị bệnh kia của cậu để tìm hiểu mấy thói quen sinh hoạt kỳ quái của cậu. Cái gì mà chỉ uống cà phê loại quà tan cũng phải bỏ đường từ Nam Phi và sữa từ New Zealand, nước suối từ dãy núi Alps, đúng là yêu cầu biến thái mà. Cậu ấy đã 7 năm không đi làm, cậu ấy không biết cách sử dụng các máy móc văn phòng. Ngày nào cũng đợi lúc cậu đã ngủ rồi, liền gọi tôi tới, bắt tôi chỉ tận tay cách sử dụng tất cả những thiết bị máy móc trong văn phòng, rồi sau đó 7 giờ sáng, gọi cậu thức dậy, nấu cơm cho cậu, đưa cậu đi làm. Cậu có biết mấy ngày liền cậu ấy đã không được ngủ quá 3 tiếng hay không hả? Cậu ấy thực sự rất trân trọng công việc này. Vì muốn làm tốt trợ lý của cậu ấy ngày nào cũng phải thấp thởm, sợ mình làm không tốt gì đó thì sẽ bị mất công việc. Phải, cậu ấy không đi làm 7 năm, không có kinh nghiệm gì cũng không tìm được một công việc tốt hơn. Nhưng không nên tới mức vì công việc này mà không cần thể diện, không cần tính mạng như vậy đó. Nè chị à. Ngậm miệng, tôi còn chưa nói xong mà. Nếu cậu thấy cậu ấy không đủ tốt thì có thể đuổi việc, chứ không thể dùng cách này để giữ cậu ấy lại bên mình rồi sỉ nhục cậu ấy, dè dò cậu ấy. Cậu ấy cũng là phụ nữ mà. Nếu cậu có thể cho cậu ấy một cơ hội công bằng để chứng minh bản thân, không phải tốt hơn sao? Giờ này còn tìm được chiếc gì không? Thành Lệ, cậu là đồ xấu xa. Không cần tìm nữa. Nói gì đi. Sao ngẩn người ra vậy? Hả? Hôm nay cậu phải trả lời tôi biết đó. Chị Chu à, chính chị cứ luôn không cho tôi nói. Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã khiến cho trợ lý của mình vì làm việc mà bị bệnh. Tất cả chi phí điều trị sẽ do tôi lo hết. Tôi còn cho chị ấy nghỉ phép một tuần để sắp xếp lại công việc. Tuần sau chính thức được tuyển vào làm. Câu này nói ra có chút tình người đó. Còn nữa, tôi không hề sỉ nhục cũng không dày dò chế. Mọi điều chế hy sinh để lấy lại tiền lương cao từ tôi là rất công bằng so với mức thu nhập hiện tại. Cho nên chị không cần thấy tức giùm chế. Ngoài ra, hình như chị cũng không hiểu chị bạn của mình lắm. Chị ấy mà liều lên thì cũng không phải là dạng dừa đâu. Ý cậu là sao hả? Trời ơi, đúng là xấu hổ, không có gì để nói luôn. Lệnh Tầm Tầm, cậu ngồi dậy. Nè, mình thấy lạ thật đó Lệnh Tầm Tầm. Bình thường mình đâu có nhận ra cậu lại có năng lực xuất sắc như vậy. Cậu uống tóc rồi cosplay thành cô bồi bàn, rồi đi ưỡng nghèo khắp nơi. Sao cậu ăn mặc như vậy mà không ngượng vậy hả? Lúc mình xem đoạn clip đó thì thật sự không biết nói gì luôn đó. Cậu sao vậy? Cậu đã nghĩ cái gì vậy hả? Cậu nói gì đi chứ. Trà sữa. Được đấy chị Tầm Tầm, rất biết xã giao nha. Dù gì tôi cũng mới vào làm, cần phải lấy lòng đồng nghiệp chứ. À, làm rất xuất sắc. Tài liệu của anh Thụ. À, cảm ơn. Phải rồi trưởng phòng Lâm, có thể cho tôi thông tin liên hệ của họ được không? À, giỡn kiểu gì vậy? Chị thực sự quá là ngây thơ rồi. Quốc Mỹ lên chúng ta là một thương hiệu trang điểm cũ, hiện đã sắp sụp đổ. Chuyện này chắc chị cũng biết hả? Ừ. Vậy nên việc lấy quyền đại lý của anh Thụ là nhiệm vụ đầu tiên của chị ấy khi vào công ty. Trả lương cao tuyển trưởng phòng Lâm về là muốn tận dụng quan hệ của chị ấy. À, vậy tại sao lại kéo dài không đàm phán được vậy? Chị nghĩ đi. Anh Thụ đột nhiên cách chức giám đốc, thay hết nhân sự từ trong ra ngoài, khiến trưởng phòng Lâm không còn biết phải liên hệ với ai, đành phải đi tìm cách khác. Còn thành tổng chúng ta không biết là vì mục đích gì, tự nhiên cũng kêu chị phải thực hiện nhiệm vụ này. Như vậy không phải càng khiến chị ấy bị thêm áp lực hay sao? Mà với lại chị đó, chị còn tự nhiên chạy tới kêu người ta giới thiệu liên hệ cho chị. Chị nghĩ coi đây là mỉa mai hay là khiêu khích đây? Nhưng mà tôi vẫn không hiểu. Vậy tại sao thành tổng lại kêu tôi đi lo chuyện này chứ? À, về câu hỏi này, theo tôi thấy thì sẽ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất
chính là khiến cho chị sẽ thấy khó mà lui, tự nộp đơn xin nghỉ việc. Game over. Còn về khả năng thứ hai thì tôi cảm thấy là muốn để cho trưởng phòng Lâm đó xử lý chị cũng game over. Bởi vậy cho nên chị phải ngồi cho vững đó, cố lên. Nể tình chị hôm nay đã mời tôi uống trà sữa, tôi sẽ tiết lộ cho chị một manh mối. Trưởng phòng thương hiệu mới tới của anh Thụ tên là Eric. Eric? Ừ. Cảm ơn. Chào cô, tôi muốn gặp anh Eric. Chị có hẹn trước không? Ờ, không có. Chị có danh thiếp không? Tôi sẽ đưa danh thiếp của chị cho anh ấy để hẹn gặp hôm khác nha. Ờ, cũng không có. Ờ. Cho chị một lời khuyên chân thành. Quan hệ giao tiếp là một phần trong năng lực sinh tồn chốn công sở. Tôi khuyên chị có thể bắt đầu từ chỗ bạn bè, thử tìm người phụ trách mới của anh Thụ. Cảm ơn cậu nhiều nha Chu Toàn. Nhưng mình không thể dựa vào cậu cả đời được. Alo. À, đúng rồi, có một phần cơm trưa giao hàng cho anh Eric ở anh Thụ. Nhất định phải kêu anh ấy tự tay ra lấy, nhớ đó. Sao cứ đứng ngay ra vậy mà nằm xuống đi. Nhưng tôi nằm. Có gì mà không được chứ, mà nằm xuống đi, nhanh lên. Ra sau một chút đi, ra sau một chút. Ra sao? Tại anh hết á. Chết rồi đó. Nè, cô nhân viên mới, anh kêu cô ta lo vụ anh Thụ là nghiêm túc đó hả? Anh không sợ hỏng hết tất cả sao? Đội quân nào mà không có lính mới chứ. Anh coi tôi và anh bao lâu mà anh chơi như vậy đó. Ừ, nhưng mỗi khi tôi làm nhiệm vụ luôn là người đi đầu mà. Người đi đầu vừa giảm được thì gọi là chiến hữu, không vừa giảm được á thì sẽ thành bi đỡ đạn. Chào cô, tôi giao hàng cho Eric, anh ấy muốn tự xuống lấy. Được rồi. Anh Eric, có người giao hàng. Giờ chúng ta ăn cơm ở đâu đây? Gần đây có một quán mới mở, ăn cũng được lắm. Ờ, được rồi. Ừ. Ăn ở đó à, đi tôi ha. Tôi có hẹn rồi. Được rồi, đi đi. Đi thôi, đi lên. Tôi đi trước nha. Chào anh, tôi là lệnh tầm tầm của mỹ phẩm Úc Mỹ Linh, trợ lý của thành tổng. Có thể cho tôi thời gian 10 phút không? Lên xe. Không lẽ tôi làm tài xế cho cô sao? Xin lỗi anh nha. Xin lỗi anh. Còn lại 8 phút đó. Công ty chúng tôi vừa gửi đề án tới anh Thụ về chuyện đại lý. Nhưng trong buổi đấu thầu sàng lọc đầu tiên lại không có chúng tôi. Anh có thể cho chúng tôi một cơ hội không? Thành tổng kêu người đẹp tới gặp tôi, còn lên xe của tôi nữa. Thể diện lần này tôi có nên cho họ không? Không cần căng thẳng. Không phải bên cô không còn khả năng nộp lại đề án, nhưng xem thử thành ý của quý công ty nữa. Anh làm gì vậy, xin tự trọng. Nè cô, chính cô chủ động tìm tôi xin cơ hội mà. Không được, tôi phải xuống xe. Dừng xe lại cho tôi. Dừng xe. Công ty các cô làm như vậy là sao? Có hiểu quy tắc không? Eric, tôi chỉ muốn có cơ hội nộp đề án công bằng. Tôi không phải là bán thân. Eric, công ty các cô không điều tra sao? Ngay cả tôi cô còn không biết mà còn đàm phán với tôi. Nhưng trưa nay tôi gọi cơm giao hàng cho Eric, rõ ràng chính anh ra lấy mà. Vậy là cô liền coi tôi là Eric sao? Nếu đoạn ghi âm hôm nay bị Eric nghe được thì anh ấy sẽ nghĩ sao?
Nơi này là khu thương mại, chỗ nào cũng có camera. Nếu anh còn bước thêm một bước nữa, tôi sẽ nói là anh sàm sỡ. Giả lại, tất cả đoạn ghi âm đã được tự động sao chép nên anh lấy cũng vô ích thôi. Nói đi, giờ cô muốn sao đây? Anh giới thiệu y rích cho tôi sẽ xóa đoạn ghi âm này. Cô tưởng tôi ngốc sao? Tôi chỉ muốn tới bàn chuyện hợp tác thôi, không cần thiết phải hại anh. Hơn nữa hôm nay tôi còn chủ động lên xe, có thể khiến anh hiểu lầm. Tôi cũng không muốn chuyện này truyền ra ngoài. Vậy 10 giờ sáng mai, quầy hàng anh Thụ ở bên cạnh công ty, Eric sẽ tới kiểm tra. Tôi sẽ tới chào hỏi anh ta, sau đó cô tự lo liệu tiếp đi. Cảm ơn. Nửa tiếng sau tôi xong việc. Hôm nay chắc chị mệt lắm hơn. Cũng bình thường, vẫn đang thích ứng. Để đi gặp những ai rồi? Tôi đã hẹn được Eric của anh Thụ. Nhanh vậy sao? Ừ, ngày mai tôi sẽ gặp anh ta. Chờ tin tốt của chị đó. Được rồi. Màu sắc đúng là rất đẹp đó. Đúng rồi ha. Nè, xin lỗi hai cô, tôi muốn hỏi một chút. Không biết chỗ các cô buổi sáng có bán buổi sáng theo kiểu bánh mì hay là bánh kem gì không? Tôi từng gặp cô rồi, cô là bạn gái của anh đẹp trai tòa nhà A5 đúng không? Không phải, tôi là trợ lý thôi. Nè, thực sự không phải như cô nghĩ đâu. Tôi nghĩ sao đâu quan trọng. Quan trọng là lúc này cô nghĩ gì kìa. Cô muốn mua đồ ăn sáng hả? Phải. Chỗ chúng tôi vào buổi sáng đều có đủ loại đồ ăn sáng hết. Cô cứ hẹn thời gian, chúng tôi sẽ mang tới cho cô. Thật sao? Vậy tốt quá. Cuối cùng cũng không phải là xem nghỉ buổi sáng cho cậu ta ăn gì. Như vậy đi, mỗi ngày đúng 7 giờ rưỡi cô giao hàng cho tôi. Tuyệt đối không được ấn chuông cửa. Cứ gọi cho tôi sẽ ra lấy. Hiểu rồi, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ bữa đó là bữa sáng tình yêu do cô làm. Mình có nghe đồng nghiệp giới thiệu nhãn hiệu này, nói là công dụng rất tốt, mình qua xem thử đi. Xin chào quý khách, chào mừng đến với anh Thụ. Anh Thụ của chúng tôi dùng khái niệm dưỡng da, một sạch, hai dưỡng và ba là tu bổ, rất hợp với làn da châu Á. Chúng tôi có thể căn cứ cho tình trạng da của chị để đưa cho chị phương án sử dụng dưỡng da và mỹ phẩm phù hợp. Mời chị xem qua các sản phẩm ở đây. Ở đây chúng tôi có mỹ phẩm HA, nhau thay cược và nấm truffle. Đây rất được yêu thích. Chị xem thử mình thích loại nào, tôi sẽ giới thiệu thêm cho. Tôi muốn xem thử sản phẩm bổ sung nước. Vậy chúng tôi sẽ giới thiệu cho chị dòng sản phẩm HA của chúng tôi. Đây là kem nền dưỡng da dưỡng ẩm có chứa HA. Để tôi thoa thử lên tay của chị nha. Được. Chị coi, khi bôi vào có cảm giác rất mát lạnh đó. Peter. Dạ. Là chỗ này hả? Đúng, chính là chỗ này. Cũng được lắm. Đây là cửa hàng dẫn đầu của chúng ta. Vậy tôi xin phép đi trước.
Chào anh, tôi có thể làm quen anh không? Sao vậy? Bộ cô không quen tôi sao? Không lẽ tôi quen anh sao? Cô cứ nhìn tôi chầm chầm, có phải vì tôi đẹp trai không? Hả? À chào anh, tôi là Lệnh Tầm Tầm của công ty Út Mỹ Linh, là trợ lý của Thành Lệ. Tôi biết rồi. Anh biết rồi? Ừ. Nè, không lẽ anh là bạn đại học của tôi? Như vậy đi, cô bạn Hoa Khôi à. Không biết là người này thì cô có quen không? Chu Toàn. Hả? Anh là bạn Chu Toàn sao? Nè, đây là danh thiếp của tôi. À, cảm ơn. Huệ Nhất Giảng. Anh chính là Huệ Nhất Giảng. Nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được gặp cô. Trời, anh có biết không, mấy lần sinh nhật của Chu Toàn đều không gặp anh, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này. Đây chính là duyên phận đó, lúc nào cũng kỳ diệu như vậy hết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nè, hay là như vậy đi, bữa trưa hôm nay tôi mời. Ở địa bàn của tôi thì phải là do tôi mời chứ. Như vậy sao được chứ. Nè, tôi định dùng bữa cơm này để hối lộ anh, cho nên cho tôi một cơ hội đi. Không cần đâu, không phải cô cần cơ hội nộp đề án sao? Tôi nhận lời với cô không cần phải hối lộ gì cả. À, đơn giản vậy sao? Đơn giản như vậy đó. À, vậy có phải làm khó anh không? Lỡ như điều này mà vi phạm quy định gì đó. À, dù sao anh cũng là bạn của Chu Toàn, tôi không thể nào vì công việc của mình mà hại anh. Nhưng mà nói thật lòng, lần trước công ty của các cô khi đấu thầu đã bị chúng tôi loại ra. Thật ra cũng chỉ là vì trưởng phòng Lâm của các cô có mối quan hệ quá tốt với đồng nhiệm cũ của tôi. Mà nguyên nhân người đó nghỉ việc là vì vấn đề kinh tế, cho nên trong đó có một chút sự liên quan khá vi diệu, chắc cô hiểu. Tôi khuyên các cô nên đổi người khác phụ trách vụ này đi. Cô hoặc có thể là Thành Lệ, tôi đều chấp nhận. À, quá tốt rồi. Vậy cảm ơn anh nha. Giờ chúng ta có thể đi ăn trưa được chưa? Được. Món đắt tiền cứ để cho Thành Lệ thanh toán. Được, món mắc tiền cứ để cho Thành Lệ thanh toán. Thành Tổng. Thành Tổng, tôi thành công rồi. Được làm đại lý rồi hả? À, vẫn chưa. Chỉ còn 4 ngày trước khi bị đuổi. À, nhưng mà anh tự cho chúng ta nộp đề án rồi. Rất tốt. Bước đầu tiên của vụ dàn Lý Trường Chinh. Chị về làm lại đề án báo cáo đi. Ờ, được rồi. Yes. Lợi hại lắm Lệnh Tầm Tầm, tất cả tài liệu đều ở đây. Làm tốt đề án của cô đi. Cảm ơn. Công ty khác chắc không trả nổi tiền lương mà tôi trả chị, cho nên bây giờ chị nghỉ việc sẽ là một tổn thất lớn với chị. Sao cậu biết là tôi muốn nghỉ? Lúc đầu tôi tuyển chị, một là vì cần mối quan hệ của chị, hai là thật sự đánh giá cao năng lực của chị. Trong ngành nếu chị nhận hạng hai thì không ai dám nhận hạng nhất hết. Nhưng mà thật không ngờ, quan hệ của tôi cuối cùng lại thành trở ngại của tôi. Bất ngờ, không ai có thể dự tính được. Bị một người mới cướp đi cơ hội, trong lòng chắc khó chịu lắm hả? Tôi chỉ xem trọng kết quả. Lệnh Tầm Tầm mang lại kết quả tốt cho chúng ta, nhưng chỉ là cơ hội ở bước đầu này thôi. Những việc tiếp theo sẽ không làm nổi. Nếu thật sự mình làm đại lý thương hiệu này thì năng lực của chị sẽ là điều kiện để đối phương xem xét. Cho nên đừng tính toán với một người mới. Chị ta chỉ là một con cờ của gián cờ này, cần được tận dụng. Nên thêm phần giới thiệu tổng công ty, chẳng hạn như là có thể được ở miễn phí trong các tòa nhà do tổng công ty phát triển, cũng có thể sử dụng tư liệu truyền thông của tổng bộ. Không phải là lúc trước anh nói không liên quan gì tới công ty của mẹ anh sao? Vì phương án lúc trước lấy trưởng phòng Lâm để làm hạt nhân chính, bây giờ không thể chỉ dựa vào chị ấy được nữa, nên tôi cần phải đưa thêm một vài điều kiện giúp mình chiếm lợi thế. Đây là đang làm kinh doanh chứ không phải lúc cá cược với mẹ của tôi. Đương nhiên là mẹ của tôi, bà ấy sẽ rất vinh dự khi lâu lâu bị tôi lợi dụng. Không biết xấu hổ. À, tôi có thể nói vài câu không? Tôi cảm thấy chúng ta có thể tìm vài người làm đại diện phù hợp với thương hiệu này, là người quen cũ hoặc là người mới cũng được. Chị có thể tổ chức một cuộc họp chọn người phù hợp.
ai vậy? Ai tắt đèn vậy? Mau bật lên. Thành tổng, chỉ còn lại hai chúng ta, để như vậy có hơi lãng phí đó. Đâu phải xài tiền của chị, cần gì phải sót chứ. Nhưng mà ít ra cũng bảo vệ được môi trường. Chị tắt đèn ở chỗ đằng xa thôi, còn chỗ nào tôi đi qua thì nhất định phải để thật sáng. Thành tổng, cậu sợ ma đúng không? Sợ con ma là chị nhất đó. Sao cậu lại đánh tôi chứ? Tôi giỡn thôi mà. Với lại tôi lớn tuổi hơn cậu đó, dù gì cũng là chị cậu. Chị hả? Xin lỗi nha. Phạm lỗi rồi xin lỗi thì thật sự không có ích gì hết. Tan ca. Sếp à, lát nữa sau khi đưa cậu về xong, tôi có thể đi gặp người bạn không? Đi gặp cái chị lần trước ở bệnh viện phải không? Đúng là đáng sợ, không có một chút nữ tính nào hết. Là bạn của tôi mà, có phải giới thiệu bạn gái cho cậu đâu. Loại bạn gái này tôi thật sự không dám nhận. Với lại, với tôi mà nói thì quá là già. Cái gì chứ, nhiều người đeo đuổi cậu ấy lắm đó. Với lại, cậu cũng không phải là kiểu người cậu ấy thích. Vậy chị nói coi, tôi đây thuộc loại nào? Không dám nói. Nói đi, cho chị kim bài miễn tử đó. Cậu là một người có một gương mặt trẻ trung tươi sáng, nhưng mà thực tế là một kẻ lạnh lùng không quan tâm ai hết. Có phải dạo này tôi đã hiền với chị quá nên chị hiểu lầm chúng ta là bạn hay không? Kim bài miễn tử. À, xin mời. Dạ. À, chào Bình. Chị. Xin chào. Chú Toàn. Chú Toàn. Ê. À, xin chào, xin chào. Chào chị. Wow, nè. Nè, đủ tuổi thành niên chưa vậy? Tốt nghiệp đại học rồi đó. Chưa thành niên gì. Cậu xin cậu, tha cho con nít đi. Cậu thôi đi. Cậu nói mình nghe trước, tại sao cậu lại gặp được Huệ Nhất Giảng nha mình vậy? À, anh ấy kể với cậu rồi hả? Lệnh Tầm Tầm, cậu không coi mình là bạn nữa hả? Rõ ràng chỉ cần mình gọi được một cái là xong, vậy mà cậu lại tự đi, sự gặp người quen. À, trước tiên, mình thực sự không biết anh ấy là Huệ Nhất Giảng. Mình mà biết sớm thì đâu cần một dòng lớn như vậy. Xém chút là bị sàm sỡ rồi. Cái gì? Sao lại xém bị sàm sỡ? Sao vậy? Không sao, không sao. Nè, Thành Lệ nói với mình, quan hệ là một phần lớn năng lực chúng công sở. Kêu mình quan hệ người quen. Cho nên, lúc đầu mình đúng là muốn gọi cho cậu, nhưng mà cuối cùng lại không gọi. Nói tiếp đi. Từ lúc ly hôn tới bây giờ, cậu đã luôn cực kỳ quan tâm mình, ở bên mình. Mình ở nhà cậu, hơn nữa cậu còn âm thầm tìm việc giúp mình. Cho dù về mặt vật chất hay là tinh thần, cậu luôn là chỗ dựa của mình. Mình cũng đã 29 tuổi, mình là mẹ của một đứa trẻ, mình còn là chỗ dựa của nó. Mình cảm thấy là mình không thể cứ việc gì cũng phải dựa dẫm vào cậu. Nhưng mình lại cảm thấy với quan hệ của chúng ta thì đâu có gì. Với lại lần này cậu gặp được Huệ Nhất Giảng là do cậu đã may mắn. Nhưng làm việc ở công sở không thể nào cứ dựa vào may mắn được đâu. Hồi trước cậu luôn khen mình mà, nói mình là người rất giỏi chuyện thi cử, chỉ cần thi môn nào cũng được điểm cao. Bởi vì lúc đó mục tiêu rất rõ ràng, nên mình muốn phải thật cố gắng và ôn tập thật nhiều, thi cử điểm cao, mình liền cảm thấy rất thành công. Nhưng mà mấy năm khi ở nhà, mình đã quên đi cảm giác thành công đó rồi. Hình như ngoài Đô Đô ra thì mình không có chút lý tưởng nào hết. Nhưng mà cậu biết không, sau khi đi làm rồi thì cảm giác hưng phấn và phấn khích đó mình lại sắp tìm được rồi. Mình cảm thấy mình làm được, mình cần phải làm được. Mình muốn chứng minh cho mọi người nhìn thấy. Nè cậu coi. Mình đã có danh thiếp rồi nè. Nhìn nè, mình đã có tên riêng của mình. Trước giờ mọi người toàn gọi mình là mẹ Đô Đô, bây giờ mình là trợ lý của tổng giám đốc Lệnh Tâm Tâm. Tấm đầu tiên của mình. Cho nên mình chỉ đơn giản là muốn chứng tỏ bản thân thôi. Đồ trâu bò. Những điều cậu vừa nói
mình hoàn toàn hiểu được. Với lại mình cũng cảm thấy rất thương cậu nữa. Nè, không lẽ là chuyện cậu ly hôn vẫn chưa nói mẹ cậu biết hả? Mình chưa có thời gian để nói nữa. Nhưng mà Chu Toàn, cậu còn dám gọi mình là đồ trâu bò nữa. Cậu có tin mình tuyệt giao với cậu, tuyệt giao với cậu không? Đồ trâu bò thì đã sao, trâu bò cũng dễ thương lắm mà. Mình nói cậu biết nha, trâu bò là ấn tượng mà cậu ghi sâu đậm nhất trong đầu của mình đó. Vừa rồi là phương án.